Sinh cho ngày mùng 4 tháng 3 và cái kịch bản cho mùng 5 tháng 3. Như vậy là ngày hôm nay là một ngày mà thị trường đi sideways đúng không? Chúng ta đã xác định rồi sau khi mà giá nó buông một nhịp lên 7 71 và sau đó nó tạo ra một cái nến dẫn đường đúng không? Nó quay trở lại. Nó có chốc giảm. Sau đó thì nó tạo ra một cái vùng TR nhỏ ở đây và nó đánh xuống thì mục tiêu mình sẽ view xuống vùng quanh vùng 64 65. Sau đó thì nó tạo ra một cái nhịp hồi phục từ 64, mình có view với mọi người thì nó có một cái pin 3 M5 đúng không? Nó cái pin 3 này thì cho mình một cái vùng cầu, pin 3 vùng cầu chúng ta có thể mua lên. Và mục tiêu thì chúng ta đánh về vùng 67.x và vùng 70. Đó. Anh em lưu ý là gì? Chúng ta có một cái nhịp mà khi nó dướn đến cái vùng 7 71 ở cuối phiên ở 2 giờ, cái nhịp 2 giờ ấy. Cái nhịp đó thì mọi người không nên đánh break, mình cũng đã nhắc ở trên live rồi đúng không? Chúng ta sẽ không đánh break và đây là những nhịp mà nó chap, sau đó thì giá lại quay trở lại bên dưới. Như vậy là gì? Chúng ta có một lệnh có thể sell ở vùng trên này xuống. Sau khi mà nó chap qua đó, sau khi mà nó chap qua thì nó tạo ra một cụm nến đảo chiều ở đây. Con M1 tạo cụm nến đảo chiều ở đây, chúng ta có thể sell xuống bên dưới thay vì chúng ta đánh long lên, tại vì ngày hôm nay không phải là ngày mà đánh breakout. Ngày hôm nay mình sẽ view là thị trường đi sideways và chúng ta chỉ đánh sideways thôi. Đó, sau khi mà nó đạp xuống bên dưới thì mọi người có thể thấy gì? Sau khi mà đạp xuống bên dưới gãy cái đường này thì tất cả những cái nhịp mà nó đỡ ở cái kênh tăng này là gì? Liquidity, và nó sẽ phá qua. Mình sẽ view nó phá qua, tuy nhiên là không phải nhịp mà chúng ta sẽ đánh breakout. Tại vì xuống đây chính là cái gì? Vùng OB cực trị đúng không? Cực trị OB ở đây. Cộng với anh em thấy gì? Chúng ta đang có một cái pin 3 ở đây, có von đúng không? Von to nhưng mà giá không giảm mấy. Sau đó có một cây pin 3 thì mình view nó sẽ có một nhịp bull back hồi. Và nếu như ai đánh breakout đây thì chắc chắn là sẽ bị nhà cái quét SL đúng không? Thì rõ ràng buổi chiều ngày hôm nay mình chỉ đánh ở biên thôi. Ví dụ chúng ta có thể chờ tín hiệu đảo chiều ở đây chúng ta short. Chúng ta chờ một cái tín hiệu pin 3 ở đây chúng ta long lên, chứ không phải là cái nhịp mà chúng ta đánh breakout. Đó, ngay ở viên sáng vậy. Có bao nhiêu người là chúng ta sẽ cần phải chờ điều chỉnh. Và cái vùng giá 71.x là vùng nó sẽ tạo hai đỉnh và nó sẽ đâu đó nó quay trở lại vùng 6 65 64. Đó thì tất cả những cái lệnh mà anh em có sell được ở trên vùng này thì chúng ta cũng phải chốt lời vùng 6 65 64 trước khi chúng ta có một lệnh buy 64 đi lên đấy. Đó, ở những viên sideways như vậy chúng ta sẽ cùng chốt lời ở những con sóng khoảng tầm 3 đến 5 điểm thôi, chúng ta có thể canh chốt full được rồi. Đó, canh chốt full 3 đến 5 điểm thôi và hạn chế đánh break nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là index vẫn là một cái nhịp nó vận động ở trên vùng đỉnh với speed thấp. Và cái cây này có phải là những phiên phân phối hay không thì chúng ta cùng chờ đợi xem. Nó đóng vai trò có là đây chắc chắn là thanh khoản lớn rồi, có là những cây bán rồi. Tuy nhiên là gì? Chúng ta thấy là gì? Những cái nhịp mà hưng phấn buổi sáng sau đó thì rung lắc bị bán và đỡ lại buổi chiều. Đó thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng những cái cây này. Ở những cây này chúng ta cũng nên cẩn trọng. Tuy nhiên, dòng tiền vào những cổ phiếu mà nó đánh rất rõ ràng như Lam Long thì đây là những cái nhịp mà chúng ta hold lại tiếp chứ, đúng không? Chúng ta đã gom hàng ở vùng 36, gom tiếp vùng 37.x và cái cây này chúng ta gì cạn cung đúng không ạ? Cây này là cái điểm đánh tiếp theo. Ngày hôm nay cũng là một cái điểm có thể gia tăng nhưng mà chúng ta đã có hàng quá đủ côn quá nhiều đây rồi. Đó. Thì chúng ta tiếp tục hold vào những cổ phiếu này đủ xung lực để nó có thể chạy ngược thị trường. Kể cả VN Index có bị điều chỉnh, có thể rung lắc mạnh, cũng có thể là quay trở lại, nó tạo hai đỉnh sập xuống, thì những con cổ phiếu này sẽ đi chạy ngược thị trường. Đó, chạy ngược thị trường và chúng ta sẽ cùng hold khoảng tầm 40-50% lợi nhuận chúng ta mới chốt nhá. Ngày hôm nay bất động sản thì có tiền vào, tuy nhiên cuối phiên bị bán ngược. Thì cái câu chuyện bị bán ngược này thì vẫn là nằm trong kịch bản của mình thôi. Đó chính là một vài cổ phiếu như Phát Đạt hay là kể cả Đích đúng không ạ? Nó phải đóng lên qua, mình view rồi, con Phát Đạt nó phải lổ von mà. Nó phải lổ von tương tự nó như thế này. Cộng với đóng lên xanh vượt thằng 30 thì chúng ta mới tham gia gia tăng. Còn tất cả những vị thế chúng ta gom hàng ở vùng 26, 27, anh em có vị thế là chúng ta sẽ hold được lãi. Chứ chúng ta ở đây có 10% lãi, đúng không ạ?
Chứ chúng ta không chơi gia tăng khi mà nó phải có một cây lên ngày đóng lên trên vượt tháng 30 cộng với volume vượt trội như thế này này. Ít nhất nó kill được cái cây màu đỏ này volume thì chúng ta mới chơi phát đạt mới. Còn đây hiện tại chúng ta không chơi phát đạt ở đây. Rồi đích chúng ta gom ở 26.x vẫn có lãi, không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Chúng ta vẫn có 4% lãi. Ngày hôm nay không đóng lên vượt tháng này thì không chơi. Và vẫn view là gì? Nó vẫn cứ tăng thôi. Nó lấp cái gap này, nó vẫn cứ bò lên thôi. Tuy nhiên là gì? Nó không xung được mạnh như thằng Nam Long hay là bản thân thằng LTL cái nhịp trước. Nó không có xung lực mạnh như thằng này. Không rõ ràng mạnh, không đánh mạnh như thằng này. Đây rõ ràng những cây như thế này là những cây mà chúng ta mua và hold tiếp. Đó. Đây, Nam Tử Liêm. Rồi ngày hôm nay bất động sản công nghiệp vậy, GVR, tất cả những con cổ phiếu nó đều có nhịp dướn, sau đó thì bị bán ngược. Thì rõ ràng lên trên vùng cung mạnh thì nó có những nhịp bán đó. Đó, một vài cổ phiếu, đa phần những cổ phiếu chứng khoán, bất động sản đúng không? Mid cap quay lên sau nó bị đập xuống. Thì ngày phiên ngày hôm nay thì đến cái nhịp ở cuối phiên thì chúng ta thấy nó có những cổ phiếu ở nhóm bán lẻ đúng không? Trụ bán lẻ thì đóng vai trò là gì? Kéo lên đúng không? Kéo lên và đỡ. BKMX cũng đỡ trụ. MLG, Masan, FPT những cổ trụ bán lẻ và ngày hôm nay thì có banh điều chỉnh. Như vậy ở những cái phiên mà banh điều chỉnh thì chúng ta sẽ đánh sideways trong một xu hướng tăng. Mà banh điều chỉnh mà những con trụ khác vào kéo thì chúng ta sẽ đánh sideways. Còn nếu như mà banh kéo thì chúng ta chỉ ưu tiên và đánh long lên. Thì rõ ràng ở những nhịp mà banh điều chỉnh mà nó đang bấp mé ở cái thời điểm 2 giờ đúng không? Sau đó xuất hiện nhịp bán ở 2 giờ có nhịp rung lắc thì rõ ràng cái câu chuyện lúc đó chúng ta sẽ đánh sideways thôi, chứ còn không có câu chuyện sập, cũng chẳng có câu chuyện kéo. Thì lý do tại sao mình view mọi người là không được đánh breakout, chúng ta sẽ chốt lời long ở đây. Còn về đây chúng ta có thể tham minh buy long lên chứ không phải là nhịp xeo đuổi. Đó, mọi người phải tư duy cái câu chuyện là đọc cái thị trường ở thời điểm cuối phiên nó là như vậy nhá. Thời điểm cuối phiên thì sau khi nó đánh về 66 viên 30 ấy, lực bán không có mạnh đúng không ạ? Chỉ là những nhịp điều chỉnh thôi. Và banh điều chỉnh, rõ ràng câu chuyện banh điều chỉnh thì mình sẽ cần phải chờ. Và 2 tuần nữa là đáo hạn phái sinh rồi thì câu chuyện vẫn là nhà cái cầm long và banh và trụ sẽ kéo một nhịp nữa cho cái nhịp đáo hạn thôi. Vẫn view là ưu tiên canh chỉnh long đúng không nào? Ưu tiên canh chỉnh long. Và cái câu chuyện của chúng ta là gì? Nếu những vị thế mà long cao thì chúng ta sẽ chốt lời ngắn. Ví dụ là 6364 thì chủ động chốt lời ngắn đúng không? Ngày hôm nay cũng view là 6364 có thể long và 6465 đấy, 64x long, nhưng mà chốt lời ngắn khi nó chạy khoảng 3 đến 5 điểm chủ động chốt lời trước khi mà nó tạo cho mình một cái cấu trúc tái tích lũy thì xác nhận nó có SOS thì chúng ta mới gia tăng và là chúng ta vào mới, rồi chúng ta sẽ hold tiếp tục lên trên vùng 7681 86. Ngày hôm nay cũng chẳng có vấn đề gì của cơ sở cả đúng không ạ? Nhưng vẫn là một những cái phiên nó tựa tựa như thế này. Những phiên tựa tựa như thế này lên trên gặp vùng cây bán mạnh, sau đó nó vẫn tiếp tục cứ tăng lên thôi. Đúng không nào? Thì ở giai đoạn này nó cũng vậy mọi người nhé. Chúng ta chỉ chú ý khi mà những cái nhịp điều chỉnh này nó bất thường so với những cái nhịp điều chỉnh trước đó, đúng không? Ví dụ đang điều chỉnh khoảng 2%, đang điều chỉnh khoảng tầm 2%, 3% mà bất ngờ điều chỉnh khoảng 6 đến 7% một cái nhịp như thế này thì chúng ta mới xem xét đó là một cái dấu hiệu bất thường. Hiện tại ngày hôm nay không có một dấu hiệu gì đó bất thường, kể cả xuất hiện những cây bán như thế này, đúng không? Tiếp tục hold lại những cổ phiếu có dòng tiền và chờ gia tăng những cổ phiếu đạt đủ tiêu chuẩn. Đúng không? Những cổ phiếu như VGS vẫn ổn mà, cho đánh 22.x 15% hold tiếp. HPG ổn mà, đúng không ạ? Cây này cây gia tăng tiếp tục thì vẫn hold tiếp thôi. Và mình đã phân tích cả HAG cả Nam Long rồi. Chúng ta có những cái tín hiệu cũng rất rất đẹp. Mình đã phân tích trước đó rồi. Đúng không? Thì nó vẫn cứ hold lại thôi, không có vấn đề gì cả nhá. Rồi quay trở lại một chút về phái sinh của chạc H1, H4. Như vậy chúng ta có cái gì của H4? Vẫn là giữ một cấu trúc tăng của H4 và chúng ta có đỉnh cũ là 1, đúng không ạ? Chúng ta có những cái hỗ trợ của M20 là 2. Chính là cái vùng gì? 47 này, vùng 54 chính là những vùng chúng ta gom long. Thứ ba nữa gì? H4 tăng. Thì rõ ràng câu chuyện vẫn đang là một cái xu hướng tăng từ vùng giá 55.x. Và đâu đó hiện tại ngày hôm nay đóng một cái H4 là một cái inside bar thôi, rằng co ở đây thôi, nhưng mà vẫn là một xu hướng tăng
đúng không, đã xu hướng tăng trở lại trong một cái, đây là đang sideways ở cái vùng giá 64 đến đến 71, sideways trong xu hướng tăng mọi người nhá. Ưu tiên là gì? Ưu tiên canh long lên, sideways trong xu hướng tăng. Con H1 chúng ta có một cái tiếp tục một cái vùng giá mà sideways trên vùng đỉnh và có lực đỡ ở M20, chính là gì? 61 62 cho ngày mai. Và nếu như ngày mai xấu quá thì tất nhiên rồi, cái vùng giá 46 48 chính là vùng là chúng ta tiếp tục để long lên cho H1. Rồi M30 hay M15. M15 thì sideways ở vùng 64 64 71. M5 hiện tại đi sideways quanh mốc giá 65 đến 70. Đó, đến những cái vùng chúng ta có thể tham minh xu hướng ngắn hạn. Đó. Rồi ngày hôm nay thuật toán thì sao? Thuật toán đối với những nhịp mà sideways chúng ta sẽ chỉ ăn sóng 3 điểm thôi. Ví dụ chúng ta có một cái lệnh mà đồng pha sọt ở vùng 67.x gần mây đồng pha đúng không, thì ăn về 63x thôi, chỉ 3 điểm thôi. Và những cái nhịp này có báo mọi người rồi, xuất hiện liền xanh trong xuống giảm, xuất hiện liền xanh mà hồi chữ V sạc như thế này, hồi cái dạng V sạc thì không chơi, gọi không chơi sell đến đâu. Mà nếu như ai mà sọt vào 66 chốt lời ở vùng 64x cho em đó, nếu ai sọt nhồi và không đồng pha thì không chơi, và chúng ta chờ đồng pha lại. Ở đây chúng ta có một lệnh mà long ở cái vùng giá này đó, long ở đây thì nó có hồi đến đây, và những cái nhịp này khi mà về đây có liến đỏ hoặc là không đồng pha không nhồi đó, cuối phiên có đồng pha nhưng mà khi mà nó hồi lên trên vùng vùng 668 này nó cũng về vùng 66, nhưng chúng ta không không đánh cuối phiên mà mây đi ngang này không đánh, không mà hồi chữ dạng V sạc này chúng ta không chơi đó. Thì thuật toán cũng chỉ ngày hôm nay chỉ ăn được lệnh sọt từ đây xuống và long cái lệnh từ đây đi lên cũng được 3 đến 5 điểm một sóng, thì chỉ ăn hai sóng như vậy thôi. Đấy là cách đánh thuật toán ở những cái điểm sideways. Rồi còn cái view nhận định thì sao? Vẫn là cái nhận định trước đó. Ngày hôm nay, hôm qua chúng ta có một cái nhận định, đó là gì? Chúng ta có một cái vùng buy ở đây, hôm qua, hôm trước là chúng ta có nhận định rồi đúng không? Nào, quay trở lại nhận định ngày hôm trước. Rồi hôm trước chúng ta nhận định là gì? Short. Rồi short được ở vùng vùng điều chỉnh là gì? Vùng 71. Chúng ta short một được cái vùng điều chỉnh là vùng 71x đúng không? Thì rõ ràng nó cũng là một cái nhịp mà điều chỉnh vùng 71. 71 điều chỉnh về vùng 64, 63. Sau đó chúng ta có một lệnh long ở 62, 64, N61 cũng là nó đánh lên trên 70, 71. Đấy là những vùng chính. Và ngày mai cũng vậy, chúng ta có những cái vùng long, vùng buy như vậy. Long chen chúng ta có vùng 46, 48 đúng không? Vùng giá 45, 48, vùng giá 56, 57 là hai cái lệnh mà long chen và vẫn vẫn giữ quá, và chúng ta có thể chốt lời bớt ở vùng 70 71. Đối với những vị thế long cao ở vùng 63 64 thì chúng ta cắt một nửa trên cái vùng 70 71 cho an toàn đúng không? Ví dụ khi mà long cao thì rất dễ có những nhịp mà thị trường rung lắc về, kể cả ATO ATC thì khi mà long ở 64 chốt lời bớt ở 70 đi, chúng ta có 6 điểm. Thì khi mà thị trường ngày mai mà thủng 64 mà nó gáp xuống 12 điểm thì chúng ta gì vẫn hòa lệnh đó, đúng không đã? Đúng không? Đó, chúng ta vẫn hòa những cái lệnh này, hoặc là nó đạp thủng 64 đạp thủng về khoảng tầm 58 thì rõ ràng chúng ta vẫn có những lệnh mà chốt lời bớt vị thế ở đây rồi. Còn khi mà nó xác định cho mình một cái cấu trúc tái tích lũy, chúng ta sẽ gia tăng khi nó confirm, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đó, thì cấu trúc hiện tại con M5, M1 cũng vậy. Và sau khi mà nó tạo ra một cái đỉnh ở vùng 71, sau đó thì nó điều chỉnh lại cái vùng 55. Và sau đó nó tạo ra vùng lẻn rồi test lại thằng đỉnh, thoái lui, test lại, thoái lui, thì rõ ràng nó đang có một cái nhịp lưng đáy cao dần đúng không ạ? Chúng ta đang mường tượng một cái nhịp mà tạo ra mô hình VCP đúng không ạ? Đáy cao dần đúng không? Test đỉnh này, đáy cao dần. Thì ngày mai cũng vậy, test đỉnh, đáy cao dần, test đỉnh, đáy cao dần, và nó cho mình một cái nhịp break lên. Thì chúng ta cùng chờ đợi dòng banh và trụ nó sẽ kéo luôn cho một vài phiên tới. Có thể phiên ngày mai, có thể là phiên một vài phiên tới, nhưng mà vẫn ưu tiên gì canh canh long khi mà cái đường này nó vẫn bám trên trên cái đường xuống tăng thì chúng ta vẫn đánh. Ngày mai có khả năng cao nó bóp ở biên hẹp hơn như này, sau đó break nó confirm cho mình một xuống up tiếp. Thì trong một xuống up thì chúng ta sẽ soi lại PLF xem chúng ta có cái gì ở ở PLF không. Ở PLF hiện tại chúng ta đang có một cái vẫn là một cái xuống tăng của PLF, chúng ta có xuống tăng và mục tiêu của mình sẽ đánh lên trên vùng
76 đến 81. 76 81. Thì đây hôm nay có lệnh dòng tiếp diện ở vùng 63 64 đấy, thì anh em có thể quản trị vốn ngắn, tại vì phiên này thì banh chỉnh nó sẽ có rung lắc. Mình đã view trước với mọi người rồi. Banh chỉnh thị trường có rung lắc, lưu ý nhé. Những cái nhịp banh chỉnh thị trường có rung lắc. Thì banh chỉnh thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh sọt được, nhưng mà cái nhịp mà thị trường nó rung lắc nó không đủ mạnh để chúng ta có thể là sọt sập. Thì tất cả những cái nhịp mà đánh đánh như phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ, ví dụ khi mà anh em xuống biên dưới đúng không? Xuống cái vùng bay ngày hôm qua, hôm trước, đây là vùng gì? Vùng bay. Sau đó thì giá phá mạnh qua thì đóng vai trò là vùng cầu đi lên. Đúng không? Thì khi về đây thì có bin 3 thì chúng ta có thể chơi. Có VSA đảo chiều chúng ta có thể chơi, hoặc là những cái vùng gap này là rất dễ nó quay trở lại nó lấp. Đó, khi mà lên trên vùng đỉnh thì mình chờ gì? Mình chờ tín hiệu hai đỉnh, chờ tín hiệu gì? Fail break qua, sau đó thì tạo ra cụm mà dù như thế này thì có thể sell từ 68 xuống. Đây là những cái nhịp mà chúng ta hoàn toàn tư duy là chúng ta có thể sell sau những cây này. Còn vào M3, M1, M1 thì nó sẽ có những cái rõ ràng hơn. Đó, khi mà về lên trên Q cây này, sau đó thì nó tạo ra cây engulfing von von vào như vậy, chúng ta có thể short ở vùng 70 xuống, to lót ở trên này. Đó, hoặc là những cái cây cây lớn này nó bị Q tất cả thì chơi này, M1 đúng không? M1 nó sẽ có lệnh sớm hơn, tuy nhiên M1 thì nó nhiều hơn, nhưng mà nó sẽ có lệnh sớm hơn, đúng không? Cây này em sọt này, cây này sọt này. Đó, hoặc là gì? Gãy cái xuống tăng. Đây, bắt đầu sọt xuống thì những cái điểm này thì có thể là sọt xuống, nhưng mà cái đoạn này bắt đầu là không được sọt. Nó quét thanh khoản, đúng không? Nó quay trở lại. Nó cũng đóng lên qua. Nhưng rõ ràng nó quay trở lại, nó lấp gáp quay trở lại bằng những cây von long tăng dần. Thì rõ ràng cái nhịp cuối phiên là những nhịp mình không nên tham gia khi mà còn lãi trước đó rồi. Những nhịp này rất dễ có chác mọi người nhé. Rồi tiếp tục phiên ngày mai. Đấy, chúng ta long ở được ở đây, long ở đây, và chúng ta sẽ chờ cái mẫu hình này. Long cao thì chúng ta sẽ chờ nó xác nhận, và nhớ là phải quan sát cả viên 30 nữa nhé. Vẫn là một cái xu hướng, và đâu đó một kịch bản gì lưng đáy cao dần và break đi lên. Đó. Còn những khi mà giá nó đạt về những cái vùng vùng 56 57 thì chúng ta có thể chơi SL55. Chơi chen long 45 48 SL44. Đây là hai những vùng long gom long chính cho tháng này. Tiếp tục gom đẩy lên.